ra nó la hoài, nó nói đây bệnh rồi, mắt nó bệnh rồi, giờ bệnh đủ thứ hết trơn rồi. Bây giờ cứ xong chừng nghỉ mà cứ đi ca hoài, thế giờ nó nhiễm vô máu rồi nghỉ không được. Dạ. Yeah. Đó thành cái đam mê của mình nè, bỏ không được. Thường thường còn giờ còn hơi thở cuối cùng ha, mà sắp chết giờ có phải cho lên câu trong cổ chết mới được. Dạ, y gan trong cái lương. Giống cái lương luôn.
Quá mùi cô Thủy ơi, hay quá. Đó không phải mùi là quá ngọt. Dạ cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô Thủy? 54. Dạ công việc hàng ngày của cô sinh sống á, mình đi hát hay là làm cái nghề khác thôi cô Thủy? Đó còn cái đường cũng đi hát hoài à. Ta hay lúc đi hát hoài vậy. Ủa vậy là cô mới bị khiếm thị mắt đây? Mới 4 năm nay là cô không thấy đường, thấy mờ mờ. Thấy gần hay là sao cô? Thấy gần sai gì cũng thấy mờ mờ vậy. Dạ. Rồi bị mờ vậy, hiện tại cô vẫn đi hát bình thường ở các câu lạc bộ. Dạ. Rồi có ngoài ra có làm công việc khác nữa không cô? Không. Dạ. Dạ hiện tại cô sống với ai cô Thủy? Sống với bé nhỏ dạ. Ủa vậy là cô với cháu thôi? Hai mẹ cô con. Với em. Hai mẹ con. Dạ. Vậy là hàng ngày cô đi hát để kiếm tiền hai mẹ con sống. Là giờ nhờ có tiền nhà nước trợ cấp đó. Dạ. Cũng cho nhỏ đi học cũng đỡ. Nhà nước trợ cấp cho cô là bên khiếm thị. Là khiếm tật. Tại vì con có nghe anh Thọ nói là cô hoàn cảnh của cô cũng khó khăn nữa. Hiện tại thì mắt khiếm thị, đi nhờ có đi hát thì có cái tiền để nuôi cô, còn không đi hát thì cũng vất vả, cũng khó khăn. Trần ai lại khổ thì chắc cũng thiếu trước hụt sau hả cô? Dạ. Đói không có đói, tại vì có bình thường mình có cho gạo ăn. Dạ, đói thì không đói, nhưng mà mình đói, sống về cái tiền, ấy. Tiền chợ, này nhiều bệnh hoạn rồi thì không có ha. Dạ rồi con mới nghe anh Thọ nói là cô dường như mới nằm bệnh viện về mấy bữa nay phải không cô? Mới về bệnh viện qua chắc bị dạng. Mỗi lần đi bệnh nằm viện mà đi xin tiền không nói đừng cười. Dạ dạ, dạ cô bệnh gì cô có thể chia sẻ được không? Bệnh tứ thằng lan hết trơn, lúc nào bệnh con mắt, rồi lúc nào bệnh thận nó bị hư hết trái rồi. Ôi, ôi. Còn trái giờ sắp sửa đi nữa rồi nè. Biểu mổ, ngày qua nhập viện biểu mổ rồi trốn về nè. Vậy mà cô vẫn đam mê đi hát. Đúng rồi, có khi lên sân khấu ca ha, nước mắt chảy rồng rồng vậy. Ừ. Lại buồn. Là cô đi hát bao lâu rồi cô? Hát cũng lâu rồi, năm 39 tuổi. Năm 39, năm nay 54 rồi. Là 15 năm rồi. Ủa, 15 năm theo nghiệp ca hát. Mà đam mê lắm, bỏ không được. Dạ. Mới ra nó la hoài, nó nói bệnh rồi, mắt nó bệnh rồi, giờ bệnh đủ thứ hết trơn rồi. Bây giờ cứ xong thì nghỉ mà cứ đi ca hoài, thấy giờ nó nhiễm vô máu mà nghỉ không được. Dạ, đó là thành cái đam mê của mình nè, bỏ không được. Thường thường. Giờ còn hơi thở cuối cùng ha, mà sắp chết, giờ con phải cho lên coi trong cổ chết mới được. Dạ, y gan trong cái lương. Trong cái lương luôn hả? Dạ cô vậy là đi hát vậy rồi cái số tiền mà cô nhận nó đủ chi phí không cô? Trời đất ơi. Ở xã mình đâu có nhiều đâu. Mỗi lần chị đi ca bên Long Xuyên á. Dạ. Thì nhiều lắm, nó cho nhiều lắm. Ờ, ta bo. Ờ. Dạ. Trời ơi, có người tôi cho 500-700 ngàn vậy đó. Dạ. Còn ở đây nhiều lắm là 100-200, mà 200 là hết lắm rồi. Còn mình đi hát câu lạc bộ thì không có tiền. Không. Chủ yếu là đam mê để hát vui chơi với bà chơi. Con cô bác. Dạ. Còn chừng nào có show mà ai mời cô đi hát thì mới có tiền. Ừ, đúng rồi. Có dạ. Kỳ đó ông Việt Kiều ổng đám hỏi vợ ổng, trời đó vậy trong đời mà mới thấy cái đám đó ha. Đi ra trên sân khấu mà ổng cứ rút tấm 500 cũng cho, tấm 500 cũng cho, cho hoài mà mới đầu chỉ tưởng đâu giấy 20 không mà. Dạ. Tới dần dần lại thấy thì dần mờ mờ thấy đâu có rõ. Thấy là giấy 500 ngàn chắc đó hết cái đường nghiệp đi. Thấy mừng quá đó. Mừng á hả cô. Tại vì hồi đó giờ chưa nghiệp ai cho đâu, cao vậy. Biết ở đâu nghiệp nữa. Nhìn tiền cái quên nghiệp luôn á. Không có từng gặp. Dạ. Biết ca rồi sao ca được 3 bản biết gọi nhiêu không? Được 3.2 đó. Ôi giời ơi, 3 bản mà được 3.2. Dạ. Trong đời lần đầu tiên luôn. Trong đời lần đầu tiên. Chắc ghê nước mắt luôn hả cô? Ghê nước mắt luôn. Mừng các bạn không có tưởng tượng luôn. Dạ. Nhớ cô... không có còn mà nhớ cái nghiệp ở chỗ nào nữa. Trời dạ. Lắm. Dạ cô Thủy thì vậy, còn anh Thọ đó giờ ngày xưa anh đi đàn mà có chuyến nào mà được người ta bo nhiều không anh Thọ? Nói chung hồi đó đi làm thì có. Có cái cỡ mà đó năm mấy thì cũng quên rồi, không có nhớ, không có để ý. Là cái tờ giấy 500 ngàn mới phát hành đầu tiên à. Là có ông đó ông bo được trong bàn đó là mỗi đứa một tờ, trong khi đó 8 đứa hai đàn với 6 đứa nữ ha, đứa một tờ là riêng bản thân tôi nhận tờ tôi biết tờ, còn mấy đứa kia như sao mình đâu biết. Dạ. Đó là có được lần đó là
nhận định tờ đó. Chắc cũng cao nhất từ trước giờ luôn. Ừ, cao không cái đó. Rồi nói, cái đó là nói cái quá trình mình đi làm bên nhà hàng. Mình thấy cái tấm tiền 500 ngàn này mới ra đầu tiên mới phát hành, ông này không có mà ông dám cho mình vậy đó. Là mình thấy nó quá mừng đi. Đó. Nhưng mà từ đi đợt đám cưới á, hồi cỡ 5-7 năm về trước á, đợt đám cưới này đi qua bên miệt chợ mới, bo cái dữ dằn, nhiều khi tiền bo nó còn nhiều hơn tiền son. Dạ. Bo chứ. Bây giờ đâu có đi đợi bỗng gì được gì đâu. Giờ thì anh chuyển qua đi bán giấy số. Ờ, đâu giờ ca hát gì, giờ với đợt tài tử chơi vậy thôi. Bán giấy số giờ cũng vất vả ha. Ờ đây nè, năm nay vất vả. Do bệnh dịch nữa. Năm nay vất vả. Đó ca hay hết sức. Cái âm nhạc từ Mỹ không nói, Thủy ơi, anh mà anh lấy cái giọng ca của em anh bỏ trong vali được sách về bên Mỹ thế là anh lấy liền đó. Mở phía phía cái mở ra nghe giọng ca của em anh nghiền gần giọng chết. Đó là hay lắm, không giống ca như giờ đâu. Giờ bệnh ca đây nổi. Bệnh hoài giờ bệnh không nổi nghe luôn. Cô tâm sự rồi, muốn cô muốn rơi nước mắt luôn mà. Dạ. Còn thấy đường rồi mình đi hát show này kia được, giờ hạn chế đi. Dạ thôi, vậy nhân đây con chúc cô là mau hết bệnh rồi vào sức khỏe để thỏa mãn cái đam mê của cô hả cô. Cảm ơn. Dạ.